Rồi chào cả nhà nha. Chiều nay mình kho mắm ăn cơm chiều. Bây giờ mắm mình bỏ vô rồi. Đó, kho cho nó lên được lại. Xả. Xả bầm, ớt. Mình có thịt. Cá và tôm nè. Rau. Rồi mình lên xong rồi mình kho tiếp nha cả nhà. Bây giờ ăn giờ mình xí tỏi xả rồi nè. Xào xăng rồi đó nha, đổ mắm vô. Đổ mắm vô. Rồi đổ nước dừa vô nha. Dừa vô thêm cho nó ngọt. Muỗng bột ngọt, đường 2 muỗng, rồi bây giờ sôi mình bỏ cá vô nè, cá vô, mấy tép xả nguyên tép cho nó thơm. Tôm. Cho tôm vô. Bỏ cà vô nha. Hôm qua nấm gom, cà hôm qua nấm gom bỏ hết vô cái lượng một. Kho mắm nãy giờ xong rồi, mời cả nhà ăn cơm cùng với mình cơm chiều. À cả nhà. Rồi, ăn đi em. Dở luôn. Có canh thi. Nè, gọi ăn đi, ăn đi. Nãy bắn nó nổ bữa. Đó.
rồi đó. Xin kết thúc video tại đây nha. Khán giả xem hay cho mình một like và một đăng ký.